nó không có cố tình là để cho mình điện vậy đó. Là cách mà họ ở bên Cam á, là coi bển hay là mới đầu á, tụi nó cũng đối đãi với em nhiệt tình lắm, cho em ăn uống rồi em thoải mái lắm được thời gian đầu à. Cái vâng, mến chào tất cả quý bà con anh chị em nhé. Hiện tại là nhóm chúng em đã tiếp cận được cái khu vực mà hàng xóm xung quanh nói rằng là nơi đây có một thiếu nữ sống chung với một ông lão. Đó thì không biết là thực hư cái câu chuyện như thế nào thì mời bà con, cô bác, anh chị em hãy cùng với các anh em để di chuyển bên trong nhé. Ma mị lớn nhỉ? Nơi đây, nơi đây ma mị quá ta. Nghe có một cô chia sẻ là ở trong này có một ông lão đang sống. À, không biết ông có nhà không ta? Có phải con gái ông không? Sao lại có con gái ở đây vậy? Sao một nam một nữ lại ở trong này? Ủa, sao cái bà kia bà kể rằng là ông có một mình ông sống đây à? Thấy nó. Mặc đồ. Đồ gì cái vậy? Em thấy con bé là con gái của ông đó ta. Mà người ta cho rằng là ông sống mình mà. Hello em. Em ơi. Ai vậy? Mấy anh vô đây làm gì? Hôm nay là phụ nữ có mình à, mấy anh vô đây làm gì? Đi đi, bây giờ hết đi. Tôi làm gì vậy? Tới thăm ông lão. Bé xin nhìn quen đi ta. Ủa mà em là ai? Em hỏi mấy anh là ai mới đúng á. Tự nhiên nhà anh ta mấy anh vô đây làm gì? Mấy anh là ai mà nhớ? Mấy anh là ai vậy? Trước tụi em, tụi anh đã cứu em lần nè. Đây, tụi anh hồi xưa. Cứu em khỏi động bán diêm nè. Trước em làm cà phê đúng không? Bữa nào mà có cà phê tròi tụi anh giải cứu em một lần rồi đó. Bữa trước em ở nhà hoang đấy. Anh nè nhớ không? Con mũi ở trên chán kìa, con mũi ở trên chán. Em nhớ rồi. Mấy anh tên gì? Em nhớ không làm hình như anh này anh Trình thì phải. Thấy không Trình không? Đúng rồi. Mà sao lại ra đây ở qua ngồi xuống nói chuyện? À vậy hả? Mấy anh vô chơi đi, chợ em tưởng ai. Tự nhiên em nữ cỡ có mình, tự nhiên bang mấy anh vô em có biết gì đâu. Ủa sao em ở đây vậy? Em á hả? Trước tụi anh nó cho tụi em tiền mà để mà có phê phòng trọ rồi mà. Em ngồi đi. Em cứ ngồi xuống đi. Nhắc tới chuyện đó hả? Chuyện gì? Chuyện đó đuôi cho em. Sao anh mặc như thế này? Là chuyện nó dài lắm. Bây giờ ông cơ giờ em phải mà từ đâu đây trong cái quãng thời gian mà mấy tháng vừa qua tụi anh tìm tụi em không thấy đó, thì của cái quãng thời gian qua em đi đâu mà sao tụi anh tìm không thấy? Quãng thời gian qua hả? Thì đôi đúng là mấy anh giúp đỡ rồi mướn phòng rồi cho em đầy đủ, nhưng mà em cũng có tìm công việc làm nhưng mà nó không có suôn sẻ được như ý á. Rồi em mới buồn quá em đi lang thang, rồi vô tình em gặp được cái ông chú ở đây nè, rồi ổng thấy em rồi ổng hỏi em là sao lại ở đây, rồi em nhà ở đâu sao không về. Lúc đó rất khuya rồi, lúc đó cũng cỡ 1-2 giờ khuya rồi, em không có nơi để về nên thấy vậy ổng mới nói là thôi thì qua nhà ở chỗ của ổng tạm rồi có gì sau này tính tiếp. Rồi bế tắc quá em cũng theo ổng qua đây ở tới giờ. Nhưng cái trong cái khoảng thời gian đó tại sao em lại không lo làm ăn mà em lại bế tắc chuyện gì mà em có thể đi theo ông ấy? Buôn bán thì nó ế lắm, không có dư, rồi nó tồn vốn dữ lắm, thấy vậy rồi em cũng không có việc gì để mà làm. Rồi vô tình đó là cũng có khoảng thời gian sau đó nữa em cũng có nghe mấy cái đứa mà đi làm cũ chung á, tụi nó rủ em nghe nói là đi qua Cam á là có tiền dữ lắm. Rồi từ ban đầu em cũng nghe cũng sợ nhưng mà tụi nó thuyết phục biết á, là em thấy tụi nó là bạn bè làm chung lâu năm với lại quen biết cũng lâu đó, chắc em cũng không có đến nỗi nghĩ rằng tụi nó sẽ bán đứng em đâu. Nhưng mà đi luôn em cũng tin tụi nó đi qua bên Cam làm
nhưng mà nói thẳng tụi nó bán đúng mình cũng không hẳn là vậy, tụi mà tụi nó giới thiệu mình qua lặng lấy tiền cò thì có thể điều đó là đúng đi, nhưng mà tụi nó cũng không có dạng như tụi nó không có cố tình là để cho em sẽ bị chuyện vậy đó. Là cách mà họ ở bên Cam á, là qua bển hay là mới đầu á, tụi nó cũng đối đãi với em nhiệt tình lắm, cho em ăn uống đồ em thoải mái lắm được thời gian đầu à. Cái thời gian sau đó, đó là nó tụi nó lôi nguyên cả bài vô luôn, mấy thằng trai mà đang thui không mà đang xuống đang thui nhiều quá. Nó đen như cái gì á, sứt cam mà sao trắng. Cái nguyên cả bài dồn dập em vậy đó, chừng tìm có bữa ba thằng, bữa năm thằng, thằng ôi trời em mệt lắm. Rồi. Em cái đứa nào từ từ khoan, ba thằng năm thằng nó làm gì em? Thầy đứa nó cũng hiếp mà nó nó bắt em trả nợ đúng không? Trả bài hả? Thì nói chung là làm xong rồi tụi nó cho em ăn uống chứ cũng không có cho tiền gì hết trơn á. Trời đất ơi. Em rủ tụi nó chơi trốn đi nhưng mà không có đứa nào dám trơn á. Có con nhỏ nó coi nó còn học lại trong ổng nghe, ổng đánh em gần chết luôn, nói em rằng em đi cách bỏ trốn tụi này kia. Coi có ai ác như nhỏ đó không, mình chỉ nó lặn rủ nó về, lặn cho nó thoát thân, nó còn kể cho ông nghe. Em thấy gì từ đó vậy sao em cũng không, em có làm gì cũng không nói với nó hết trơn á. Em cũng trốn, em trốn mấy lần rồi đó, em trốn mới được á, em trốn rồi lúc đó rồi đi cũng đi lang thang ngoài đường á. Cũng đi lang thang ngoài đường á, mà cũng may là có người có lòng chắc ẩn đó. Rồi bắt đầu cái người, em hỏi người ta là đường về thành phố chỗ nào, đường về Sài Gòn chỗ nào, cũng có người này người kia chỉ, người này chỉ khúc, người kia chỉ khúc đó. Rồi có bữa thì em mạnh dạn cũng nói thật cho nhà người nào á, mà mình mà ngại á thì đói làm sao. Em cứ luẩn lự thôi, em mới xin người ta, em nói anh chị ơi, cô chú ơi gì đó, cho con xin miếng ăn đi, mấy ngày nay con không có ăn gì rồi. Cái người ta cho ăn cái cứ mấy bữa vậy em mới ăn được lần, mấy bữa em mới ăn được miếng gì đó. Cái cuối cùng sao lọt về đất Sài Gòn á, em cũng mừng quá đó. Rồi lúc đó còn lang thang ở ngoài đường ít đó. Em cũng đi kiếm quán cà phê đi làm, nghĩ rằng kiếm tiền đi làm lại lần khôi phục cuộc sống của mình. Nhưng mà ai già đâu, xui xẻo quá, mới làm được có 2-3 ngày cái người công an nó lẫm rồi. Nó chưa cái công an nó lẫm mất tiêu rồi. Cái mà hên là em không có chơi đồ, nó test em không lên, nó thả em về. Test em không lên, nhưng mà chỉ có cái là nó giam mình 24 tháng thôi. Cuối cùng sao rồi em dốc dưỡng quá cũng không biết gì đâu, tại vì tiền làm 2-3 ngày em cũng ăn hết trơn rồi. Cái bí quá đó, rồi em cũng lang thang ngoài đường rồi mới gặp ông chú này nè. Vậy là lý do em vô đây. Vậy cho anh hỏi nhá, trong cái khoảng thời gian mà em bị bắt như thế, người nhà em có liên lạc với em không? Ý là bị mấy kia bắt sang Campuchia á? Không, trời, qua bển là nó tịch thu điện thoại mới cho anh, nó làm sao cho mày đấy. Không liên lạc được cho người nhà hả? Không, không liên lạc được. Qua nó là bắt được là may lắm rồi đó. Em hoạt ngôn lanh lợi lắm mới trốn được đó. Còn mấy con ở chổng kìa, em rủ nó tìm cách trốn á, sợ em sợ mấy đứa khác cũng bán đứng em giống như nhỏ này, nên em đâu có dám ngủ nữa đâu. Nói chung là về đây được là mừng lắm rồi em ơi. Mừng lắm rồi. Nhưng mà hồi xưa em có quan hệ gì với mấy tụi Campuchia không? Không, em không biết gì tụi nó trơn á. Em nghe bí quá, em nghe lời mấy con nhỏ bạn cũ làm chung á. Trời ơi, bên đó là toàn mấy công ty ma rồi dụ dỗ mấy người mà tham tiền đó em. Nó qua rồi làm bị nó lừa, nó bắt tiếp khách từ quán cà phê tròi cả đống luôn đó. Mà phải chi mà làm có tiền, quán làm nó làm không có tiền. Đúng rồi. Làm không có tiền hết trơn á, nó không cho mình chơi điện thoại luôn. Nhưng mà nó có làm gì em không? Mà sao thấy người úi dồi tím ơi.
Trời ơi. Mũi cắn rồi, mũi chích điện rồi lắm. Mũi cắn, mũi chích rồi rồi nó đánh nó vội dập dữ lắm. Em về Sài Gòn mới được đỡ vậy nè, chú cấp mà ở bển hả là bày nhảy trơn. Trời ơi. Nó chỉ cho ăn cơm mà nó không cho rau trơn. Nó có xoài dùi cui điện mà sao anh thấy nó tím thế này. Đâu đứng đây coi, đứng một vòng. Đâu em đứng đây coi. Xoay vòng coi. Cũng nhiều cái vết thương nữa cả nhà. Thế là bé về đây được ông chú ông cung ăn. Em mới về đây ở cũng không có lâu. Ê em, ủa sao chỗ này sao anh nhìn lạ ra? Cái chỗ này sao cái hình nha? Em ở chỗ này em nhớ thắp nhang nhất cho người ta nha, em có thắp nhang. Có, em cũng thắp nhang hoài à, em cũng thắp nhang cho người ta. Bây giờ anh mới nhắc, em mới nhớ này, để em thắp nhang cho người ta đúng không? Cái này như là cái mồ. Cái huyệt này, hai cái huyệt này. Ôi trời ơi, huyệt ông ơi. Ủa thưa ghi ở đây là hai cái huyệt này cả nhà. Em cũng không gần cái gì ở đây hết trơn á. Em cũng mới vô có chỗ ở là em mừng lắm rồi đó. Sao ông chú làm cái gì mà sao tốt bụng vậy? Thì ông thấy em lang thang nó có làm gì đâu. Chắc là thấy em đẹp đúng không? Trẻ đẹp đúng không? Nó nói gì cũng tội nghiệp người ta, nói chung là có chỗ ăn chỗ ở là mừng lắm rồi. Ổng đi buôn bán rồi lai gai, ổng đi lượm ly chai là cũng không biết nữa mà ổng cũng cho em ăn rồi uống đồ đầy đủ chứ cũng tội đàng hoàng quá ha. Mày chắc ổng thương em đó. Ê em ơi, em đã xin chú cái nhang to này chưa? Em được nốt nhang to của ổng nha. Đốt nhang mà mình có lòng thành tâm đốt nhang nào cũng được không à. Em nào giờ em cũng chưa thấy nhang to em gì nên em thấy nhang to bắt trước con đốt luôn. Sao em đốt một cây mà đốt hai cây hay gì? Nè. Bây giờ ổng về. Em cũng không biết nữa, ổng về lúc nào ổng về luôn. Nhưng mà thiếu nữ mà sống ở cái nơi đốt cái nhang to hoang vu như thế này. Em cũng mới thấy anh thách lần đầu tiên anh cầm cái nhang to vậy, em thách rồi. Tại thấy nó cừu quá. Ông chú khoảng nhiêu tuổi vậy em? Ông cũng ngoài 60 rồi. À, 60 à? Còn em năm nay bao nhiêu? À, em 30 rồi. Cũng dạng con cháu thôi mà. Hơn giáp luôn à? À quên, hơn em một nửa thôi. Ủa ơi, Thúy. Mấy quần áo này em ở nhà em giặt cho ống ấy à? Thì bình thường thì cũng có khi cũng có giặt cho ổng nhưng mà ổng ngại, ổng tắm xong tự giặt ơi nhưng mà ổng không có để ổng giặt. Nói chung là em cũng ít làm gì lắm, chủ yếu là ổng chỉ bày biện cho em ngủ thôi à. Nhưng mà đêm ổng có làm gì em không? Không, ổng không có làm gì hết, đáng tra chú không à. Trời ơi, nhưng mà em cảnh giác nha. Thường thường một nam một nữ mà ở. Trời ơi, sao tâm linh ghê vậy em? Hả? Ghê vậy? Ừ. Cái gì? Vậy là ngọt. Ôi, cũng thời gian ngắn thôi, em cũng có nhớ mấy bữa nữa. Có chỗ ở, có chỗ che nắng che mưa là mừng lắm rồi. Chứ giờ không ngồi ngoài đường, nắng cũng không ngồi được, mưa cũng không chú được, có chỗ ở mà. Cái ông là bé mắt mẹ này, sợ anh chú không có chịu nổi. Tại sao ông đối xử tốt rồi? Nói chung là ông cũng lớn rồi. Tụi con cũng dám nghĩ xấu cho ông luôn. Trước mắt thì thấy người ta mình phải đặt dấu chấm hỏi. Mình buổi tối gặp chú mình hỏi thì mình sẽ đến đây thường xuyên. Sao em đốt nhiều nhang vậy?
Năm trước kệ vậy. Ủa cái gì? Sữa ông mua cho em uống hả? À, sữa ông cúng mà có uống thì uống thôi mà. Biết không? Mà sao ông này ống xoài toàn tiền âm phủ nhỉ? Ủa sao lại dám nhăn thế? Em sao lại ngồi đấy dám nhiều nhăn vậy? Ủa có kìa. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Vào đây em ơi, vào đây nói chuyện cho mát đi em. Tức là như thế này. Nhiều nhang quá trời. Đâu em ra cái chỗ này ơi. Em biến này chắc cứ 10-15 phút ra là cắm một lần quá. Thì cũng tùy lúc thôi à. Ôi trời ơi, cái gì ơi, sao rồi? Nhìn người đẹp đẽ mà ăn uống lụng vụ vậy, sao lại đổ ra thế này? Em đâu có biết đâu, thì lúc không lại như vậy rồi. Mình ở đây thì mình phải quét dọn cho nó. Ủa? Sạch sẽ. Sao em lại ăn uống kỳ kỳ vậy? À, cho em ổng để cho mấy con chó ăn á, ổng để mấy con chó ăn, chó ăn không hết á. Ổng cho mấy chó ăn á. Có mấy con chó lâu lâu nó ghé đây chơi với ổng. Ê em, có con chó nào mà lông màu trắng mà mũi màu đỏ không? Cái em cứ thấy mấy con chó bình thường à. Chó đó là chó quỷ, chó ma á nha. Đi vô. Cắn nè. Thánh tổ nghề phù hộ cho hả? Bây giờ tương lai tính sao? Có tính về nhà quê không? Hả? Em có tính về quê không? Sắp Tết rồi đó, em có tính về quê không? Chẳng lẽ em trốn đây hoài? Tiền về đâu về, có về, có tiền rồi mới về chứ. Tụi em không nhớ ba mẹ hả? Ba mẹ cũng không gọi điện hỏi han gì hả? Sao vậy? Bây giờ nhắc với cha mẹ buồn quá không? Sao kể cho bọn anh sao buồn? Chuyện như nào? Bây giờ cha mẹ giờ sao cũng không biết nữa. Khoảng thời gian em bị bán qua cam vậy rồi em đâu có biết ông bà ở nhà sẽ ra sao đâu. Cái bình thường thì ông bà ở nhà làm gì? Làm tùm lum hết đó, có khi làm xe dọn rồi, có khi bán vé số rồi tùm lum. Bây giờ em cũng không biết làm sao mà liên lạc với ông bà. Trời ơi, rồi em có nhớ mặt cái thằng mà bán em qua bên đó? Giờ em cũng không có nhớ đâu, giờ muốn nhớ cho giờ gặp thì kêu em coi thì biết đâu em nhớ, chứ còn bây giờ mà đương không có hỏi em cũng không biết đâu. Có nhiều cô chú xem kênh ấy, có những người cũ người mới cũng chưa rõ cái câu chuyện của em ấy, cái câu chuyện của em là từ đầu như nào, em có thể kể lại cho mọi người biết được không? Tại vì ngày xưa là bên nhóm anh đã đồng hành với em rồi, thì có những cô chú cũ mà xem kênh anh ấy thì vẫn hiểu ra câu chuyện của em, còn nhiều cái cô chú mới mà coi ấy, mọi những cái khán giả mới mà coi ấy thì cũng chưa rõ câu chuyện của em như nào. Tức là ngày xưa cái thời điểm mà em từ quê lên trên bước lên trên thành phố này như thế nào thì em có thể kể lại cho mọi người biết được không? Ôi trời ơi, mấy cái chuyện xưa sửa đó giờ em cũng đâu có nhớ đâu, giờ có kể em cũng kể sơ lại đó. Em chỉ là kể sơ lại. Hồi cấp hồi đó ở dưới quê quá thì khổ quá đi, thì em cũng được người ta dẫn đường mở lối cho em, nói ở trên thành phố á dễ kiếm tiền kiếm ăn hơn. Em cũng nghe lời người ta gọi lên thành phố, lúc đó là đi làm karaoke, làm karaoke. Nhưng mà cái nó không đưa em qua làm karaoke mà đưa em qua massage đó. Mà nó không cho em đi đâu hết trơn á, cái dạng môi giới mà không đưa em đi đâu hết trơn á, bắt em ở trong chỗ làm tới giờ làm có khách thì làm, không có khách thì nằm đó vậy đó, không cho đi ra ngoài mua sắm, không cho ra ngoài chơi bời hết trơn. Mà tính em thì lại ham tự do nữa, em đâu có ngồi chỗ được, bắt buộc phải đi thôi. Cái em bực bội quá em rồi đi á, thì nó đánh em rồi nói rằng phải trả nợ cho nó thì mới đi. Mà em nói em đâu có nợ tụi nó đâu, cái nó gài vô nói rằng em
thiếu tiền gì ta, thiếu tiền thấy chân tiền này tiền kia, tiền của quán cho nó đầu trả hết tiền đó rồi mới đi được. Mà trong khi đó là em không có đứa thân nợ nó. Tiền là tiền môi giới nó ăn nó lấy hết trơn rồi, chứ em đâu có lấy của gì của tụi nó đâu mà nói em nợ. Em không có nợ gì trơn á. Cái bắt đầu cái nó đánh em, nó đánh em xong rồi em mới tìm cách em trốn em trốn xong rồi là đầu này cái em làm đầu kia. Nói chung là trời ơi giờ kể ra cuộc đời em bi thương biết nào mà nói. Em cứ kể ra những cái khúc bi thương cho mọi người biết. Ôi trời ơi, rồi bị người ta lừa gạt rồi cưỡng hiếp tùm lum luôn. Trời, quậy lắm anh ơi. Bây giờ trước mắt là em đâu có làm phiền cái ông chú này hoài được đâu. Bây giờ em phải kiếm việc làm, thứ nhất là xây sở tốt tới nơi rồi. Thứ hai là phải kiếm chỗ ở chứ không có phiền ta hoài được. Với lại sao mà em sống trong ngôi chùa này được, em Ủa? Phải đi kiếm cái việc làm chứ. Hồi xưa em có kể tụi anh là hình như là mẹ em bán em qua Cam để mà bán chuyên hả? Và có cái vụ đó. Nó mượn danh mẹ em mới nói là mẹ em cho, nhưng mà thực tế là em hỏi lại thì là bị lừa đúng không? Sau này cha mẹ em cũng đâu có biết gì đâu. Cha mẹ mà biết lâm ơn bà không cho em đi nữa à. Nhưng mà cũng có là do mấy cái con nhỏ nó gài đó. Có cái chuyện bán nó không? Có. Nhưng mà em mới về đó. Tiền nó là em lấy hay là nó lấy? Lấy được đâu. Trời ơi, em lấy được rồi, nói làm gì nữa. Nhưng mà em có biết cái giá bao nhiêu không? Cái giá gì nói chung là tụi nó ban đầu tụi nó nói nghe ngon lắm. Em làm ngày được bao nhiêu tiền Việt Nam, 2-3 triệu gì đó, về làm ngon hơn ở Việt Nam nữa, ngon hơn ở Sài Gòn nữa. Ở Sài Gòn chi mà phải khổ vậy. Qua Cam làm với tôi làm ở bên Cam á là bằng mấy ngày làm ở Sài Gòn luôn á. Ngon lắm. Mà mình nghĩ rằng bạn bè đâu cũng quen biết, nói bạn thì cũng không phải, nhưng mà cũng nghĩ tình biết làm chung cũng mấy chỗ rồi đó, nên cũng tin tụi nó đi, ai dè đâu bi thương đó vậy nè. Trời ơi. Nói chung mà làm tụi nó không chơi đâu hết trơn á, cũng đâu có gì ăn ngon như ở Sài Gòn mình làm có tiền cũng ăn gian đâu. Nhốt em vô trong phòng kín à? Thì tụi nó nhốt mình lại không cho đâu hết trơn á. Tới giờ ăn tụi nó đem cơm vô ăn à, mà cơm được cơm ngon à, đem cơm gì đâu như heo ăn vậy. Trời ơi. Thế này cho anh hỏi nè, trung bình một ngày nó bắt em tiếp khoảng bao nhiêu khách? Qua chợ muốn biết đếm đầu sể rồi, nói chung là cũng khó lắm, cũng khó nói lắm. Trời ơi. Là 2-3 giờ khuya cái giác đó anh biết rồi, đang ngủ ngon cái bắt đầu cái tụi nó kêu nhân viên người nào người nấy hả phải chạy tiếp khách cho nó, kiếm tiền cho tụi nó. Cái dạng như ngủ quá đó rồi dậy không nổi đó, trời nó chạy lại nó đá ghê lắm đó. Ôi trời ơi. Nó đá con lòng phổi ra, bắt buộc phải dậy tiếp khách cho nó đó. Nó đá vào đâu? Hả? Nó đá vào đâu? Thì nó đá vô người, đá thấy đá chai trúng mặt đâu, trúng người, trúng thích đi, trúng mặt đâu, trúng lưng đâu, trúng biết đường đâu nói. Sao nó nhân tâm vậy? Về cái giờ em ghim người chưa? Một đêm nó làm em mấy cái? Trời ơi, giờ làm sao biết được, thì tụi nó đã bán con người ta, biết được đâu. Mà nhớ. Trời ơi, nghe đâu bên đó là phải làm khi nào mà trả đủ nợ thì nó mới trả về. Biết chừng nào trả cho đủ. Đúng rồi. Cái số nợ ấy là tự của nó vẽ ra cho em đúng không? Đúng rồi, chứ em có biết gì đâu, em có nợ gì ai đâu. Em cũng chỉ mục đích đi làm kiếm tiền. Tức là cái khu đó là cái khu biệt lập đó. Nó là trong khu rừng. Bên Campuchia người ta đâu còn không làm được gì nữa mà. Bên đó là chỉ may nó thoát trốn ra được á. Cái người mà em thoát về được á, em lọt về tới Sài Gòn được á là cũng may á, là
ở Campuchia là cũng có một cái số người, người ta người Việt của bển, có một số người Campuchia là người ta gốc ở bên đó thiệt, nhưng mà người ta cũng biết tiếng Việt á, nhầm người ta biết tiếng Việt người ta chỉ cho mình, rồi nhầm người Việt người ta làm sinh sống bển á, người ta biết người ta chỉ á, nên tử là người chỉ khúc em mới về được tới đây nè, chúng mà cũng đâu về được đâu. Rồi tương lai em muốn tính sao, có muốn đọc trọ? Muốn nhưng mà giờ đang không có tiền. Trời, bây giờ có được chỗ che nắng che mưa như vậy á là em mừng lắm rồi đó. Nhiều cô bác kêu cho tụi em cái gì nhỉ, tiền nhà trọ thì một tháng nhiều khi cũng muốn giúp đỡ một tháng, nhưng mà một tháng cũng không đến đâu đến đâu hết á. Cô bác nào mà giúp được 6 tháng á thì tốt. Ừ, em khóc hả? Thưa kỳ, ông chú là ông lượm ve chai nhiều vậy, nhiều đồ ve chai rồi. Ừ. Rất là nhiều luôn nha. Đôi giày hiệu này. Hình như cái khu này là hồi xưa là đem đi chôn hay sao á, có hai cái huyệt này. Hai huyệt này. Đây. Huyệt này chắc là huyệt của vợ chồng nhỉ. Em cũng không có gần nữa. Thì nói chung đụng đâu ở đó, đụng đâu ngủ đó. Bé này nó đẹp quá ha. Tại sao nhiều người thanh niên cứ tìm cách đánh bé mà. Có cả cái vali bên này. Em để lại cho ông chú đi. Trời đất. Sáng giờ em ăn gì chưa? Sáng giờ ăn gì đâu, ngủ mới dậy đi nè, ngủ mới dậy cái đập á, rồi tắm rửa xong rồi em đang suy nghĩ con nên làm gì, cũng nên làm gì, sao mấy anh tới đó, em đang suy nghĩ cái mấy anh cho cũng táo quả luôn, em tưởng đâu là mấy cái thằng đó bên Cam nó chi lụng qua đây tới em nó bắt em về lại chứ. Trời ơi, nó mà tìm được em là chắc nó bế về làm bùm dập tiếp á. Em tưởng đâu em tới số tới vậy luôn rồi chứ. Trời ơi, vô cái em quân táo quả cho luôn rồi. Em muốn nhảy xuống đây em trốn nó sức. Đâu? Này nè. Này huyệt mà. Này tiền đô rồi chứ kìa. Tiền của ông á. Tiền không? Tiền đô nhiều không? Trời ơi, lâu lắm mới gặp á. Mà dạo này thấy có vẻ là béo hơn đó nhỉ. Dạo này thấy lên ký hơn. Trời ơi chú ơi, em hỏi mấy anh chú hồi cấp ở bển á, mình có đi vận động được gì đâu, cho ăn á thì nó bắt ăn rồi mình ăn mình uống mình phải đi lại được thì vận động thì nó khỏe cơ người nó mới không mập được, còn ăn xong rồi nằm chỗ thì ai thấy nói mập khỏe rồi chứ thật ra không phải, mà là nó lên ký, nó lên nước á, hiểu không, mình đi tới đi lui thì nó mới khỏe, làm sao khỏe được. Tối ngủ đây cũng có dính mũi ấy, không có mũi. Ủa? Có đâu, có mũi chích luôn. Đâu em nằm ở đâu hả? Em nằm ở đâu? Phát thường lắm. Có bữa em lót, có ba em lót chị xuống đây em nằm đại. Có bữa em nằm giỏng. Có bữa có nhầm bữa ông chú không về, nhầm bữa ông chú không cũng đâu về. Không. Đúng rồi. Ông về đó. Nhưng mà thôi được, ổng ít nói chuyện lai lắm, đừng có hỏi gì chú nha. Rồi có tâm với lai đó. Ông có tính lắm, ổng không thích người ngoài vô hỏi đâu. Đâu? Một lát mấy anh về là ổng chửi ông chết, đâu không hỏi ai mà. Ổng hỏi ai mà cho vô đây vậy kia đó. Rồi ổng không thích người lạ mặt vô đây đâu. Mấy anh tranh thủ đi chúng thôi, là một lát anh bị chửi đó. Vậy hả? Tôi nghe con nhỏ này chị, tôi thấy ông lão này có điều gì rất là bí hiểm. Nãy tôi thấy ông tới đây nè. Ông bỏ về chai xong rồi thấy mình là chạy luôn. Ủa chắc em kiếm chỗ tụi anh cho chiếc chỗ mà ở trọ đi. Chứ bây giờ em cũng đang đâu có tiền đâu mà ở. Hình như tôi nghe thấy cái kỳ nó quái ở đây sao. Ừ.
không ta? Trời ơi, cái tiền đâu đây? À, ý của của em là ở đây có chỗ nắng che nắng che mưa là khỏi phải tốn tiền đúng không? Rồi có người phục vụ cho sướng đúng không? Ok, tào lao quá. Thôi có đâu rồi, cả muốn đi giờ về đi đâu giờ. Em cũng muốn kiếm trọ nè, là kiếm việc làm nữa, nhưng mà tiền đâu đây? Giờ đang trong bế tắc đó bà. Hồi cách đây không lâu còn bị nó nhốt cho nữa. Thôi là em không có chơi đồ đó, em mà chơi đồ là rồi luôn rồi. Trời ơi, không biết là em có dương tính không đây? Dương tính là chắc em không đứng đây rồi đó. Là bị tóm này đúng không? Giờ không biết đi đâu đây nữa. Rồi coi, ổng đâu rồi, mấy anh về là ổng chửi em chết luôn á. Sao chửi? Ổng không cho người lạ vô đây, em cũng đâu có biết trước là mấy anh sẽ vô đây đâu. Vậy á? Hả? Ừ. Lát anh về, ông chửi ông chết luôn.